Ăn rẻ rồi cả nhà. Quà thành bao nhiêu ếch gọi gọi uống rượu mà không được. Ô suốt đấy tao chưa cho chanh nhỉ. Ôi giời ơi, đấy cứ mãi review cả nhà này. Ăn suốt đấy chưa cho chanh. Chết người thằng nào mình cũng phải thiếu thiếu cái gì. Mãi cô là Thái lặng. Mãi mãi ngắm bà họ Thái nòng nên là quên không cho chanh vào. Chết rồi. Mãi cô Thái lặng quá. Đấy, ăn hết bát tiếng Anh mới lại nhớ đến chanh này. Đấy bà họ đấy. Chắc là cú này chắc cú của bà. Cái này mà không phải bà họ là chết với biển nữa. Đấy, cứ như em bánh cuốn với lại không có sẽ đạp đi. Sẽ đạp đi còn không thoải mái. Tôi chỗ này mời cả nhà. Đi nào được. Tôi ngon lắm cả nhà. Đấy, mình chuyên chia sẻ những bữa ăn dân quê dân dã. Chào cả nhà. Tết rồi hôm nay lại ra là cái clip ở quán bà họ. Miếng ăn rồi, anh thắng đây là cái bao năm cái gì sao đâu mật khẩu của Tuấn. Mật khẩu của Tuấn thì chị hỏi Tuấn đây cả nhà mình lại đang rửa lại tính tiết canh siêu nóng rồi buổi này mình vừa rửa rồi do nước sôi đây rửa hết lại rồi thế rồi này. Bây giờ mình sẽ cho tiết vào nhá bánh vẫn nóng vừa rửa xong rồi mình rửa bổ tiếp bổ bánh vanh ăn vừa anh Trường bảo cái gì nhỉ hôm qua tranh luận nhau ở thì mãi mà vẫn nhau với cả có không vũ và quyến mà thì bảo vũ quyến thì sao mà ra đấy dâu thì phải ra mới được cái nhò thì dâu cũng chả ra năm sẽ tiết hơi nhạt nó như đấy. Một nước một tiết này vào tươi thôi. Tiết này là vừa mặn rồi gì? Đấy, đánh phải hỏi chủ quán xem là nước tiết mặn đánh tàu nào à cả nhà nghiện lắm. Đánh một nước một tiết là êm. Đánh rất đơn giản cả nhà. À tiết đây mình xem hôm mình làm cái comment của cái tay nào nó bình luận nó kêu là tiết canh nợ đánh hát một ozone. Thế sao cái thằng ấy lại bình luận ngu thật ấy, chẳng biết nó già hay nó trẻ nó bình luận ngu thật, là gì cái canh nợ này hãm một ozone. Cả nhà. Kêu đánh ozone, đánh trả đông, rốt thật ấy. Canh nợ người ta hãm muối, muối hột. Nó mổ ngày nào, nhà nào, sáng nào tôi chả đến đấy, rồi biết. Biết từ xưa này chẳng ai hãm ozone người ta chỉ hãm bằng vịt, gà, những người không biết hãm. Thì mới dành cho ozone. Đấy nó như thế. Giả dụ như mình mua tiết canh vịt cũng không biết hãm này, chanh không biết hãm muối mà mình dùng thuốc ozone, muối ozone rồi biết hãm mới ăn được. Một con vịt cho bằng một hột đỗ thôi, cho tương cả gói mà không ăn được đâu. Đấy, tiết canh nóng ấy cả nhà nhá. Đấy, từng này đánh còn mấy chục bát được này. Mời cả nhà ra chiến với mình. Đấy. Lấy tiết về nhà đánh à, về mua thịt luộc đánh ăn mới ngon nhỉ. Các bà này tình lắm, cứ toàn ra quán này lấy tiết về nào là mua thịt vách ăn bánh ngọt răng sướng, ăn thế mới khoái đời ta điền. Khoái. Đây này, cả nhà này. Xuất của biển đây này. Mày để riêng cái cặp đồng này giấu ở ngoài chuồng lợn không có là để đây là mất. Để ở đây là hết rồi. Cho mất đi. Đấy. Cho mất đi. Còn tí này. Cho mất đi. Cho mất à? Chào hello cho mất. Đấy, ra muộn này gần tí nữa là còn hết rồi. Hỏng không? Xong rồi nó cứ nó bắt thật được không được. Thế ông ơi mới tháng ông liệu bắn được một phát không? Thật à? Bây giờ có 2-3 tháng. 2-3 tháng mới bắn được một phát à? Ôi. 2-3 tháng bắn được một phát ông. Nói sai sự thật. Gọi là sai sự thật cũng được mà không sai cũng được. Nhưng ông nổ đúng thẳng cái dưới bụng của mình là tháng được một phát không? Không được à? 2 tháng.
Hai tháng à? Thế. Súng súng. Anh ơi. Có rảnh rỗi em ngồi với em nhá. Nhá. Anh ngồi với em nhá. Em gửi cho liều thuốc phải phát pháo bắn lực đúng không? Em có liều thuốc á. Tôi đang là cứng đơ. Anh ơi, cứng đơ là thế. Súng ống pháo biết phải ngẩng cao đầu lên thế này, ngẩng cao con này. Đấy, đặc biệt cho cả nhà. Đấy, nó như thế. Đấy, cả nhà bây giờ xong cái suất ăn của ba anh em chú cháu mình đấy. Chào các anh lần nữa nha. Đấy, mời cả nhà ăn sáng cùng anh em chú cháu mình nha. Đấy, là mà hôm nay đầu xuân mà mình mới hôm nay còn là gần hai hơn tháng gần tháng rồi nhỉ. Hôm nay mới lại ra đây làm cái clip ở ngoài này. Chồng này bận quá không làm clip. Rồi. Cái ngay nhà chăm chăm nhá, cái này chào buổi sáng nhá. Buổi sáng. Cái này mạnh nào, bố quá khoái à. Chia sẻ cái nhà. Biển bột canh, hai ông nước mắm. Nước mắm của mình ấy để mình chấn đính chính đây là nước mắm tự tay mình pha đấy mình ăn nhá. Đấy, nó như thế. Chứ không phải là không ăn được. Nó hơi nhiều quá nó nhọc lắm. Ở đây mới ông ăn nước mắm hạt tiêu này không cho vào cho nó thơm mát nhẹ thằng người đi. À. Ở đây là tô lòng non bốc khói ngủ chưa? Những miếng lòng nó dày lắm. Chỉ có cái suất của biển hay rúi ở xó bia đúng do mới có đúng này. Đấy như đấy, mình cứ chia sẻ nó như thế. Không đấy là có bà người nhà. Người nhà thì như thế. Đấy là thêm đĩa lòng già. Thôi thì cái gì cái ngon xấu là hơn cái mới là người nhà đấy, mời cả nhà. Gà muốn có. Cái cháu mua cái gì đây? Tay hùng tay hơi sách. Đấy, rất ô nó mình lại chia sẻ này ở quê mình cái hạt tiêu này nghe nó không thông dụng đâu, người thì ăn được, người thì ăn người không, mà kể cả như mình ăn được mình ít khi ăn lắm, còn có thì ăn có thôi đừng chẳng bao nhớ nó để cạnh định chẳng ô nhiều người ấy, cái cho mình nên mình toàn mang đi cho hết à, ăn vẫn được nhưng mà cái nó không tập trung như thế. Bây giờ thì mua người ta mua 6 cân thì năm nay thì mua. Sáng ra mới anh em một bát cái canh nóng. Tự tay biển đánh nhé. Chủ quán nó đánh thì ít thì ăn. Chứ đi quán thiên hạ. Còn ở nhà quán nhà là mình cứ tự đánh anh em. Anh em đến nhà ai thích ăn cái canh nóng mà nhờ biển rỗi biển đánh hộ. Như thế. Ông Toàn cũng vậy à? Nhấm đi ông ơi cho nóng. Được thôi. Nhấm mạnh rồi. Bốc vác không mạnh. Bốc hơi. Nóng nó ngon. Dày này. Dày nhai ngọn rau muống thôi. Nóng với thời buổi này nó không như ngày xưa nữa. Thế này là tốt lắm rồi đúng không? Nó ngọt, nó ngon. À, nóng hổi. Có mình không phải khoan người đâu anh em bán. Ừ, chắc cái hạt tiêu mà nó thơm được nhỉ? Thơm chứ. Thơm. Thực tế là Minh làm cái kênh riêng cho nhà ông Nguyễn làm bát chấm ngon vậy. Ngon là ngon, nước chấm. Tôm là tôm ở ao đấy ông tới ạ. Tôm vừa ra, ao là tôm nắm thật đấy. Toàn tôm to. Tôm loại 3. Ăn sạch. Cơ bản cơm có nói chuyện là cái canh dê là người ta đã xin biết rồi anh thắng kìa. Đã thực tế rồi. Ăn mạnh không tới. Gặp mạnh ra hết thì còn nóng. Đấy. Gặp và kẹp đôi này mà. Cả nhà. Kẹp đôi. Miếng dạ dày, miếng nóng non. Mời cả nhà nhé. Keng. Ây da. Mát mẹ thằng người. Sáng là mát mẹ thằng người. Dày trắng. Ông tới ơi, tận mạnh lắm. Đó thì hết đại thái.
nòng non thì hết, ngon thì hết rồi, nhưng mà nòng đẻo còn đã dày chìm ở dưới này. Nằm củ hành tươi cho mát mẻ thằng người ông tới hoa nào. Đấy. Hành tươi hành sống có đất. À mình phải ra lấy tỏi, phải ăn tỏi mới ngon. Toán cái cây nào, cái khám phá cái cây nào để nó nguội mất. Sợ phải nóng để nó nguội mất. Hết nhá. Phải cái cây nào ơi. Đấy. Cái cành nóng đấy phải thế. Cấp đấy. Nóng. Ăn ngựa sướng đấy, đồng nhỉ. Ăn miếng tỏi ăn ông ạ, ngon lắm. Thích hợp. Mát mẹ thằng người. Tiêu vào. À nhỉ, cả tỏi được à? Thôi mày rồi ông bán chứ cậu hết thì. Đấy, ông tới đang đận danh ở đấy. Mời nhà nhá. Mình chỉ ăn mới cái canh của cơ biển đâu. Đánh đúng là có cái canh nóng. Nghiêng ba thế này. Chỉ có cơ biển mới có cái canh nóng thôi. Làm gì có ai đánh cái canh nóng cả cái làng này. Ở thiên hạ thì không nói, nhưng mà cái làng này thì có mấy cậu mày đánh cả này. Kể thiên hạ. Ui ồ, đồng thế nhỉ. Không có giọt nước nào bà tươi ra kiểm tra thế này. Đấy, xem đầu bếp biển thể hiện được không? Cho chủ quán này tắt điện, chủ quán này 30 năm tay nghề đánh đồng lợn tới canh, nhưng mà bây giờ biển cho tắt điện ngay. Đánh này đánh. Phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Kinh này mẹ phát này lại chơi cả rau thơm nữa à? Rau thơm. Kiếp người. Đủ kiểu con bà điểu đấy. Đủ. Đây phải cho miếng tỏi nữa vào. Đấy. Bà tươi cho quả ớt nữa rồi không ăn đi. Trồng thuế đâu này, bắt chưa bắt chưa biển này. Tôi nhận rắn cưng nhỉ? Đấy rắn, rắn bái đứt. Rắn bái. Ngon quá. Ăn nó nóng lên sướng lắm. Giòn. Tiết canh nóng. Bố mình cũng thèm quá. Mày nào bán nữa đây có cháu. Nhìn bố tới bố ăn thèm quá. Mày mua rau thẳng rồi. Úi dồi, cũng kèm không kém phần nông trọng. Ớt nữa. Úi dồi. Chết người. Còn cháu ông biển này khiếp quá cái gì. Đồng thế. Không có giọt nước nào luôn đấy. Ngon. Nóng hổi bốc khói. Đúng rồi, bốc khói. Ăn nó phải ấm nhân răng mới sướng. Đến lượt mình phải phá rồi. Nguội mất rồi. Quay ở chi này là con vẫn còn nóng cho phần. Vẫn bóng quá. Không bị thật à? Đẳng cấp cao. Đẳng cấp cao rồi. Ken. Nhờ là hồi đó đám cưới đám cùng là đi quay là 19. Ây da, sướng. Mai mẹ mọi người. Đám cưới đám cùng nhớ thế nào? Anh yêu ông ơi, sao xúc mọi người to vào không? Đám cưới này làm thế nào? 600.000 đi đâu mà. Cho con trai với 200 là hết. Còn miếng nữa. Hai miếng này là bố ăn nhỏ nhẹ nhỉ, kiểu ăn nhanh sợ hết sớm nó thèm luôn. Ăn nó từ thôi. Mình cái này xong đã mình pha bát tiếp sau. Cũng ác rồi đấy, đánh cái canh nóng mà nó không bị thâm tiết, vẫn đỏ cho chó. Đỏ rồi, rồi. Thường cái canh nóng mà nó phải thâm tiết thôi. Thâm đấy. Đây vẫn đỏ. Thế cho nên là các vị nghĩ bảo đánh tiết canh nóng là tiết phải chín. Đấy, nó là chuẩn là như thế. Nóng là chín, nhưng mà nóng như này không phải là nóng 100%, nói rõ là thế. Riêng đổ pích ra mình cho mà mì chính mà mình cuống lên hoặc là nước gừng mình cuống lên nó đã giảm 30% là nó còn đánh.
đấy, ý là 97% đấy, như thế. Ông đánh chút mà vẫn là nhiều đấy. 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 Chứ còn bây giờ đun sôi sục rót vào thì có một cái cụ con gì nó chả chín. Rồi đấy. Cho nên là nói nhiều khi nói còn hiểu là chín rồi, tiết canh nóng không được 100%. Còn là 95% hoặc là 90% thế thôi. Đấy. Thế là hiểu là được. Đấy. Tỏi cả nhà này. Ô các ông đã cạch cạch rồi nhỉ, thế điên nhỉ, mình là cạch tự mình cạch với nhau rồi. Keng. Keng. Ây da. À cũng là cho tí hạt tiêu này. Nâu nóng rồi thì không ăn được tí canh với hạt tiêu. Đấy cả nhà cứ xem cái mình có quán nào cũng có nhưng mình ít ăn. Tại cái này nó không thông dụng, nhưng mà hạt dổi mà khén thì chết với biển ngay. Kinh lắm. Những ớt chanh thì không thể thiếu được. Ớt chanh hành tỏi. Mời cả nhà nha. Tiết canh ớt rắn như cả nhà ấy, tự tay biển đánh đi đâu về làm gì ở nhà đấy, rượu là cả ca cả nhà. Nói thực ra mà nói nghĩ làm cái video này rất dân dã chân thật lắm. Ở quê là các quán mình đi quát quán là trong cái huyện mình thế thôi. Ai biết mình tại từ ngày xưa này chứ không phải là và đi làm với gieo làm cái gì đâu. Mình đi quán nào nó tự nhiên nó cũng như là người nhà mình cả ở trong cái huyện mình. Còn ở chỗ khác thì mình không quen biết. Ăn uống là anh em nó rất chi là thoải mái. Chủ yếu là sống nó thoải mái cả nhà nghe không? Chả ngon nó cũng gì. Mời cả nhà nha. Ây da. Sống làm sao mà đi đâu rồi thầy yêu bạn mến ấy mới là cái điều quan trọng, sống kiểu vớ vẩn nên đấy cả nhà này. Một miếng tỏi luôn này đấy. Ăn bát tết canh cả nhà, kể cả mùa hè mùa đông mình chia sẻ ăn nóng nó ấm rất ngon. Bây giờ vợ mới cho tha. Xin chào cả nhà nhẹ đấy. Chào to vào. Chào cả nhà. Thế nào, nổ tiếng Việt Nam ăn to nói lớn. Người nói ăn nói nhí nhà nhí nhí. Thật, người đàn ông phải ăn to nói lớn, người đồng thôn khách sáo như này. Mình không nợ làm gì ai, không quan chức ai, ăn đâu phải ăn to nói lớn. Nói thế là to rồi, nó hổ hết cả hơi. Chứ phải quan tham gì đâu, cũng phải sợ nói to, sợ chúng nó dòm ngó đấy. Biển thì hay tiêu táo giang hồ lắm. Nhưng việc nào ra việc đấy cả nhà. Đấy như thế, còn lúc nào ra lúc đấy, nghiệp tặc phết đấy. Mời các bố. Mời cái đại huynh. Ngồi đây là có thằng cháu mẹ ông bạn này cứ là mời các bố thế thôi. Nó rõ mà chỉ là bố là nói đi là bố là mẹ sao được cả nhà không? Mời cả nhà nha. Chứ mắt mẹ thằng người. Phúc hôm qua là có con 49 là con 9 mấy nhỉ? Hôm qua có đôi à sắp. Hôm qua xem mời cả nhà. Hai tay đấy là vợ hôm qua bị úp sọt. Bây giờ mới thả ra. Úp sọt. Ông biển ra đây nó được vui rầm rộ. Ông biển đi đâu đấy, quán nào đấy, ngồi đâu nó cứ râm ran trà xanh ấy. Từ ăn sáng uống bia, từ nề đít ăn sáng xong lại ra quán bia. Quê mình nó chỉ thế thôi. Thôi phải làm nốt bát này ngon lắm. Ăn cả tỏi thôi, quả này chơi nửa miếng à. Ăn rẻ rồi hết tỏi của nhà bà tươi à, ăn rẻ rồi cả nhà. Quà thành bao giờ ếch gọi uống rượu mà không được. Bố đi bao nhiêu bát quái á? Bố hảo bình mới hạ đấy.
Ây da. Ô, suốt đấy tao chưa cho chanh nhỉ? Ừ. Ôi giời ơi, đấy cứ mãi review cả nhà ăn suốt đấy chưa cho chanh. Chết người, thằng nào mình cũng phải thiếu thiếu cái gì. Mãi cô là Thái lòng. mãi ngắm bà họ Thái lòng nên là quên không cho chanh vào. Ê. Chết rồi. Mãi cô Thái lòng quá. Đấy, ăn hết bát tiếng Anh mới lại nhớ đến chanh này. Đấy, bà họ đấy. Ừ. Cái này mà không phải bà họ là chết mới biển liền, bát ngát bao là chán lắm. Nói một câu đi khắp tỉnh thời ấy, còn xe máy không có, xe đạp đi còn không thoải mái. Mời cả nhà. Ngon lắm cả nhà. Đấy, mình chuyên chia sẻ những bữa ăn dân quê dân dã, cơm rau chia sẻ cơm rau muối, chia sẻ muối. Rồi video nó có thời lượng, mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi nhé. Mỗi lần xem thấy hay cho mình một like mà chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Là cái kênh của Biển là chỉ về là thiên về tiết canh nhà lồng lợn là chuẩn nhất. Mới có người xem mới nói nổi tiếng Việt Nam, mới có tiền. Cả nhà ủng hộ mình nhá. Hẹn cả nhà tiếp sau. Chào cả nhà. Chào. Hello người. Chào nhà nhá. Người đồng quế. Chào nhà. Ông Phúc ơi, mời cả nhà nhá, giờ được uống này. Giờ được uống này. Anh Biển anh ăn to rồi anh. Có tiền chào bác ạ, quay đây. Bảo họ. Đầu năm bây giờ mới tóm là. Mình ngay tiêu tán lắm. Thôi xin chào cả nhà nhá, hẹn cả nhà nếu sau.